Eva nổi giận tập 67. Sau khi Ưng Trơn bị té xuống cầu thang thì Chin Trơn và Hưng Minh cùng đi vào bệnh viện với cô ta. Tỉnh dậy, Ưng Trơn nhìn thấy Chin Trơn thì đập giường, khóc lóc ăn vạ. Đúng lúc đó thì Trân Mi và Cân Sun đi vào. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chin Trơn. Vì lúc đó không có ai chứng giám, nên Chin Trơn biết làm sao. Cô không thể nào cãi lại, đành vội bước ra ngoài. Trân Mi tưởng mọi việc là do Chin Trơn làm nên rất xúc động, quát mắng Chin Trơn. Nhưng Chin Trơn chỉ biết câm nín, có ai hiểu được lòng cô. Để trả thù Chin Trơn, lần này Su Trơn gặp mặt tên giang hồ mà cô thuê để thực hiện ý đồ. Sau khi đưa tiền đặt cọc trước và hình của Chin Trơn cho tên xã hội đen xem thì mọi việc sẽ bắt đầu tiến hành. Thông tin Chin Trơn đẩy Ưng Trơn xuống cầu thang được lan truyền trong công ty một cách nhanh chóng. Mọi người ai cũng bàn tán về chuyện này, khiến Chin Trơn cảm thấy xấu hổ, không biết phải như thế nào. Trong lúc đang hưng phấn vì âm mưu của cô ta đang được tiến hành, cầm ly rượu Nhâm Nhi có vẻ như đang đắc thắng, chờ đợi thì In Hun về. In Hun thông báo là anh ta sẽ làm việc ở trường mới. Do vụ ẩu đã vừa rồi, chưa kịp chúc mừng thì In Hun đã nhắc cho Su Trơn biết rằng anh ta đã chán cô, giờ muốn cô rời khỏi ngôi nhà đó và đi chỗ khác sống. Su Trơn vô cùng sốc trước tin này, vì nhà đó là do tiền của anh ta bỏ ra mua cho cô. Rồi In Hun sẽ đá Su Trơn ra khỏi nhà như từng đá Chin Trơn. Nghĩ đến cảnh này, trong mắt Su Trơn lóe lên vẻ hoang mang. Một buổi sáng không mấy đẹp trời với Ki Trơn, đang ngai ngái ngủ thì bị Bun Sun đánh thức, kéo chăn dựng dậy và tuyên bố từ nay sẽ không phải là người làm thuê nữa mà đã đứng ngang hàng với Ki Trơn, do cả hai đã có ảnh cưới treo trong phòng. Rồi giật lấy ví của Ki Trơn, cô ta bảo từ nay sẽ kiểm soát tất cả chi tiêu của Ki Trơn vì anh ta hay dùng hoang phí. Nghe cũng có lý về chuyện này, nhưng anh ta không biết phải làm sao, thấy có gì đó sai sai, đành dắt bé Rong đi chơi. Bun Sun cười mỉm với vẻ đắc thắng. Chin Trơn một phần không muốn phải đối mặt với những lời ra tiếng vào, một phần không muốn phá vỡ mọi thứ như tình cảm giữa cô và Trân Mi, nên cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Anh trưởng phòng không đồng ý, bắt cô phải lên gặp giám đốc để giải quyết. Chin Trơn lên gặp Hưng Minh để xem xét đơn xin nghỉ việc của cô. Đúng lúc đó thì Ưng Trơn cùng đôi nạng gỗ đi vào. Cô ta như một con tư tử bị thương. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Chin Trơn? Các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, sau khi mở hết được vài cúc áo của Hưng Minh và của mình thì Chin Trơn cũng vừa đến nơi. Ưng Trơn bảo Chin Trơn vào phòng. Khi thấy được cảnh Hưng Minh đang nằm dài trên giường thì Chin Trơn đau buồn đến lay Hưng Minh dậy. Ưng Trơn thì đổ thừa cho Chin Trơn là đã gây ra bao nỗi đau cho những người xung quanh cô, nào là In Hun, Su Trơn và Hana, làm Chin Trơn bực mình tát cô ta một tát. Đúng lúc đó Hưng Minh tỉnh giấc thì Chin Trơn cũng bỏ đi. Ưng Trơn cố ý kéo Hưng Minh lại, nhưng Hưng Minh gạt phắt và đuổi theo Chin Trơn. Ưng Trơn lúc này mới cảm giác được, dù cô ta có mất trắng tấm thân đó, nhưng cũng chẳng thể nào níu giữ được Hưng Minh. Ki Trơn cảm thấy bé Rong rất bẩn nên gọi Bun Sun lên tắm rửa cho nó. Nhưng Bun Sun bảo cô ta đang bận nấu ăn nên không tắm được. Cô ta ngỏ ý nói Ki Trơn tắm dùm cho nó, nhưng Ki Trơn thì bảo không được. Thế là Bun Sun nói rằng đằng nào anh cũng đi tắm hơi, vậy thì mang nó đi cùng. Nghe có vẻ có lý, Ki Trơn cho đi theo liền. Trên đường đi tắm hơi về, thấy Ki Trơn đi cùng bé trai, người bạn Ki Trơn bảo sao nó giống bố thế, làm Ki Trơn mắt rười rượi trong lòng. Rồi bế Rong đi, không dắt nữa, nhưng oái âm thay, khi đi được một khúc thì gặp Cân Sun đi ngang qua. Cân Sun nhìn thấy Ki Trơn tay bế bé trai thì tỏ vẻ nghi ngờ, tức giận, rồi đi về tiệm luôn. Ưng Trơn đến văn phòng cảo Hưng Minh và bảo rằng cô ta sẽ không xin nghỉ việc trừ khi Hưng Minh chấm dứt cô ta, làm Hưng Minh không biết phải xử lý ra sao. Không biết ai đứng sau, nhưng có một người phụ nữ đến để tố cáo trước công ty Hưng Minh là đã làm sản phẩm bị lỗi làm chồng cô ta bị đau chân. Người chịu trách nhiệm trong chuyện này là Chin Trơn. Liên quan đến việc kiện tụng, Ưng Trơn nhảy vào cuộc, nhưng cô ta có vẻ ép thế và đổ toàn bộ trách nhiệm cho Chin Trơn. Hưng Minh thấy thế thì có vẻ không ưa và muốn Ưng Trơn không tham gia nữa. Anh ta chỉ cần bỏ tiền công ty ra đền bù là xong. Tức giận vì quyết định của Hưng Minh, đồng nghĩa với việc luật sư không thể làm gì được, hay không cần luật sư như Ưng Trơn trong công ty này nữa. Ưng Trơn gọi Chin Trơn ra phía cầu thang để nói chuyện.
Trong lúc giằng co, Ưng Trơn kéo Chin Trơn, nhưng nắm không chặt, tuột tay té xuống cầu thang, máu từ đầu Ưng Trơn chảy ra. Liệu Ưng Trơn sẽ thế nào, sống hay chết? Mời các bạn đón xem tập sau sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, sau khi nhậu xỉn, In Hun lại đến gây chuyện với Chin Trơn và Hưng Minh. Anh ta xin Chin Trơn tha thứ và muốn quay về. Su Trơn được gọi đến đó để đưa In Hun về. Cô ta giờ cảm thấy quá đau lòng vì người yêu mình đã từng bỏ vợ con để theo mình, muốn sống muốn chết, giờ lại phải cầu xin vợ cũ để trở về trước mặt mình. Cô ta không biết làm gì hơn, chỉ nói vài lời đe dọa Chin Trơn, rằng cô cười chúng tôi như thế chẳng lâu đâu. Su Trơn đang âm thầm một âm mưu trả thù, nhưng Chin Trơn chẳng hay biết gì hết. Trân Mi bị ốm nghén phải đi ói hoài, không biết là lý do gì. Sau khi thử thai thì biết mình đã có em bé, cô nàng và cả gia đình vui mừng không xiết. Trong đêm đó, cô cũng gọi điện thông báo cho Chin Trơn và Cân Sun cùng biết. Hai người bạn biết thế còn vui hơn cả Trân Mi. Từ này trở đi, Trân Mi được hưởng chế độ chăm sóc một cách đặc biệt từ mẹ chồng. Trân Mi cảm thấy rất hạnh phúc và áy náy cho mẹ. Sáng ra bà Hông đã chuẩn bị đồ ăn sáng một cách thịnh soạn cho gia đình. Và cũng sáng hôm đó, cả nhà phát hiện ra Sơn Hô cũng bị ốm nghén thay cho vợ. Sau khi cả nhà cùng đi khám bác sĩ thì mới thực sự tin và ngỡ ngàng là Trân Mi đã có em bé. Bà Bông Sun nhìn tấm hình siêu âm mà bảo, ôi chao, nó giống Sơn Hô làm sao, thật là không thể tin nổi bà mẹ chồng này. Sau khi về, họ tổ chức một buổi tiệc linh đình để ăn mừng chuyện Trân Mi đã mang thai. Ai nấy cũng đều hạnh phúc thay cho cô. Bị Ki Trơn đuổi đi, Bun Sun không biết làm sao, vừa vào sắp xếp hành lý. Cô ta bảo bé Rong khi đi nhớ ôm chầm Ki Trơn mà khóc. Đúng lúc Ki Trơn bị đau bụng và bảo Bun Sun đi lấy thuốc cho anh ta, rồi đưa anh ta vào phòng nghỉ với những lời an ủi ngọt ngào của cậu bé. Bố ơi, bố ốm à, bố thế nào rồi? Làm lòng Ki Trơn ấm lại mà quên bén việc đuổi Bun Sun đi. Trân Mi có thai bèn đến gặp và thông báo cho Ưng Trơn biết liền. Ưng Trơn chúc mừng chị, nhưng Trân Mi sửng sốt khi nghe Ưng Trơn nói là vì Chin Trơn mà Hưng Minh bảo cô phải xin nghỉ việc. Và Ưng Trơn thì đã yêu Hưng Minh quá nhiều, không thể rời xa anh ấy được. Biết được điều này, vì thương em gái, Trân Mi gọi Chin Trơn ra để nói chuyện. Nhưng đó là chuyện tình cảm của ba người, người thứ tư khó có thể giải quyết được. Thậm chí là có cả Cân Sun cùng ở đó. Trân Mi biết vậy nhưng chẳng giải quyết được gì. Để chia tay về với công ty mới, Ưng Trơn mời Hưng Minh đi uống nước. Vì điều này rất quan trọng nên Hưng Minh chấp nhận liền. Cả hai đi đến quán rượu, Ưng Trơn chúc cho Hưng Minh say rồi dẫn về khách sạn. Sau đó gọi Chin Trơn đến nói là cô ta muốn tự sờ ác, làm Chin Trơn băn khoăn mà đến ngay. Liệu Ưng Trơn sẽ giở trò gì với cơ thể Hưng Minh khi anh ta đang say mềm, bất tỉnh nhân sự? Mời các bạn đón xem tập sau sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,